Mini Việt Nam xin chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn thân mến Hành khách đi máy bay từ địa bàn có dịch cấp độ 4 chỉ cần xét nghiệm âm tính với Covid-19, không buộc phải tiêm đủ liều vaccine Covid-19 Đó là đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam trong dự thảo quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa, chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 vừa trình bộ giao thông vận tải ngày 18 tháng 10 theo quy định thí điểm từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, hành khách đi máy bay phải tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Tuy nhiên, trong dự thảo lần này, điều kiện hành khách đi máy bay được Cục Hàng không đề xuất theo hướng thoáng hơn. Cụ thể, hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa. Hành khách xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa, chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, PCR hoặc xét nghiệm nhanh trong 72 giờ trước thời điểm khởi hành chuyến bay. Các hành khách khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện. Có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, trong đó liều cuối cùng tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng. Tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay. Có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng, tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay. Có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, PCR hoặc xét nghiệm nhanh trong 72 giờ trước thời điểm khởi hành chuyến bay. Hành khách đi máy bay phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không check-in tại điểm xuất phát theo mẫu, hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác. Kết thúc chuyến bay, trong quá trình di chuyển từ sân bay về nơi cư trú, lưu trú, hành khách luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng BC COVID. Hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người. Hành khách chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện theo quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày về địa phương. Nga và Singapore muốn mở lại đường bay thương mại thường lệ với Việt Nam. Làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam ngày 19 tháng 10, Đại sứ Liên bang Nga, Đại sứ Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đều bày tỏ mong muốn sớm mở lại đường bay thương mại thường lệ với Việt Nam. Tại cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ngày 19 tháng 10, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bestato đã đề nghị thúc đẩy, tháo gỡ một số hợp tác về giao thông vận tải bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với lĩnh vực hàng không dân dụng ông gennady bersetto đề nghị cần khởi động lại các chuyến bay thương mại thường lệ giữa hai nước nhằm phục vụ người dân đi du lịch nhà đầu tư du học sinh bộ trưởng nguyễn văn thể khẳng định bộ giao thông vận tải mong muốn hợp tác hai bên lĩnh vực giao thông vận tải nhiều hơn nữa góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đồng thời bộ trưởng mong muốn hai bên bàn thảo mở các chuyến bay thường lệ từ các thành phố lớn của nga đến các trung tâm kinh tế du lịch của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng để tạo điều kiện cho người dân hai nước đi du lịch, thăm thân, đầu tư. Cũng trong ngày 19 tháng 10, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam Rea Ratnam về mở lại các chuyến bay thương mại thường lệ giữa hai nước. Đại sứ Rea Ratnam bày tỏ và mong muốn nhanh chóng mở cửa đi lại giữa hai nước, trong đó có mở lại đường bay thương mại thường lệ ông cho biết hiện nay nhiều doanh nghiệp singapore mong muốn hợp tác và hợp tác lâu dài với việt nam thể hiện niềm tin trong đầu tư vào việt nam chúng tôi sẵn sàng kết nối các cơ quan doanh nghiệp việt nam với tổ chức cơ sở hạ tầng châu á của chính phủ singapore để tìm kiếm nguồn tài chính cũng như cơ hội hợp tác trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và các lĩnh vực khác trong cuộc làm việc bộ trưởng đề nghị singapore chia sẻ kinh nghiệm với việt nam trong xây dựng quản lý đô thị thông minh giao thông thông minh và hỗ trợ đào tạo các lĩnh vực hàng không, hàng hải, đường bộ. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng Đại sứ Singapore thống nhất tích cực làm việc với các cơ quan hữu quan hai nước để đạt được thống nhất về công nhận hộ chiếu vaccine, các điều kiện của hành khách, đảm bảo an toàn phòng dịch để chuẩn bị sẵn sàng mở cửa hàng không trở lại trong thời gian sớm nhất. Mong sớm mở đường đón khách quốc tế Bên cạnh hồi phục du lịch nội địa, các địa phương, doanh nghiệp còn kiến nghị sớm có chính sách đón khách quốc tế theo hướng cạnh tranh thu hút tại thành phố cần thơ nhiều địa điểm du lịch cũng chuẩn bị đón khách trở lại trong thời gian giãn cách nhà vườn cần thơ đã làm mới sản phẩm du lịch sẵn sàng mở cửa đón khách cần thơ đã chuẩn bị đủ điều kiện phòng dịch để đón khách khi du lịch phục hồi trở lại ngoài một số công ty lữ hành đã kết nối để chuẩn bị đưa khách đến nghỉ dưỡng tại thành phố hồ chí minh bà nguyễn thị ánh hoa Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, ngành du lịch thành phố dự tính ngay trong tháng 10 sẽ nghiên cứu những thị trường quốc tế đã kiểm soát dịch cũng như những thị trường tiềm năng để xác định trọng tâm cho hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Theo đó, có thể mở cửa đón khách quốc tế từ năm 2022. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi Thủ tướng xin chủ trương về việc thí điểm đón khách quốc tế. Phương án của địa phương này là đón khách quốc tế và việc kiều theo mục đích thương mại, công vụ, hồi hương. Thanh Thân, triển khai dự kiến từ tháng 11 năm 2021. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho hay, Đà Nẵng là thành phố du lịch với vai trò trung tâm của miền Trung Tây Nguyên, trung tâm du lịch của cả nước. Do đó, việc mở cửa, kết nối lại hoạt động du lịch là cần thiết. Điều kiện cần để triển khai phương án đón khách quốc tế là chính phủ đạt được thỏa thuận về hộ chiếu vaccine với các thị trường khách. Thành phố Đà Nẵng cũng xin chủ trương cho địa phương này phối hợp với tỉnh Quảng Nam, Thí điểm triển khai phương án với mô hình tour trọn gói theo hành trình khép kín tại một số điểm được chọn như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf, khu vui chơi giải trí. Khách chỉ tiếp xúc với người lao động phục vụ tại các cơ sở đủ điều kiện được cấp phép. Khách đến và trở về nước theo số ngày trong tour combo trọn gói. Theo sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng, hiện các công ty du lịch Hàn Quốc, Nga và nhiều hãng hàng không đang xúc tiến làm việc với sở để đề xuất khôi phục các tour du lịch đến Đà Nẵng trong quý 4 năm nay và năm 2022. Mong rằng có thể bắt đầu từ những chuyến bay để phát triển du lịch, từ đó sớm mở các đường bay thương mại, chuyến bay quốc tế để đón công dân đang bị mắc kẹt tại nước ngoài mau chóng về nước an toàn. Bài thương mại mới là sống còn. Đánh giá sau 7 ngày triển khai thí điểm giai đoạn 1, cuộc phá băng đường hàng không chở khách thương mại nội địa sau gần 3 tháng gián đoạn đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 300 chuyến bay theo kế hoạch, đã có 200 chuyến bay cất cánh, đạt 60%. Tuy nhiên, quy định chưa đồng nhất về điều kiện y tế và yêu cầu đi lại với hành khách ở các địa phương cũng gây lo ngại. Về vấn đề này, lãnh đạo cục hàng không cho biết việc phối hợp với địa phương nhìn chung thuận lợi, nhưng tình trạng chậm tiếp nhận thông tin ở một số địa phương phần nào gây khó khăn cho công tác vận chuyển hành khách từ sân bay về nơi lưu trú về địa phương. Các quy định phòng dịch ở địa phương cũng ảnh hưởng nhất định đến tâm lý hành khách song điều này sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Công tác phòng chống dịch của ngành hàng không từ trước tới nay luôn được chú trọng. Thực tế cho thấy sự cố gắng của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an toàn, cũng như tạo sự tin tưởng cho hành khách và cán bộ nhân viên ở tuyến đầu. Bên cạnh việc phối hợp với địa phương, các cảng hàng không và cảng hàng không quốc tế nội bài nói riêng đã có sự chuẩn bị rõ ràng và triển khai chương trình hành lang xanh theo kế hoạch phục hồi bay nội địa. Đến năm 2022, khi độ phủ về vaccine đủ lớn, người dân ý thức thực hiện quy định 5K, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động, trở lại kế hoạch phát triển. Đối với hành khách, chúng tôi có hệ sinh thái nghỉ dưỡng trọn vẹn ở khắp ba miền đất nước và sẽ tận dụng lợi thế này để xây dựng chính sách về giá vé và các gói sản phẩm dịch vụ phù hợp nhất. Nhận định bay thương mại mới là sống còn, lãnh đạo Cục Hàng không một lần nữa đánh giá vai trò quan trọng của giao thông, trong đó có đường không và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng tình của các cấp các ngành để vượt qua khó khăn và bước sang thời kỳ mới với mục tiêu vừa thích ứng an toàn, vừa chủ động phòng chống dịch. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh, chia sẻ và nhấn nút like để nhận được những thông tin mới nhất từ Mini Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.